Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến kênh Nhật Báo Hàng Giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có một giây phút trải nghiệm với xem video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để thông báo để nhận những video mới nhất trên kênh Nhật Báo Hàng Giờ trong những buổi ngày. Quý vị thân mến, thông tin đầu tiên, trọng tài lấy chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Bàn thắng của Tiến Dũng vào lưới Thái Lan bị trọng tài từ chối vì cho rằng trước đó Văn Hậu phạm lỗi với thủ môn đội bạn. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Các cầu thủ của chúng ta sớm chiếm ưu thế khi kiểm soát thế trận, tạo ra lối chơi áp đảo khiến đội bạn choáng ngợp. Đầu trận đấu, các cầu thủ Thái Lan tỏ rõ gánh nặng tâm lý nặng nề khi có nhiều pha xử lý lúng túng. Phút thứ 3 của trận đấu, hậu vệ Thái Lan đưa bóng về cho thủ môn không quyết đoán, Văn Toàn có cơ hội băng lấy dứt điểm nhưng không thành công. Phút 28, trọng tài Ahmed Ancap người Oman thổi phạt Tiến Linh phạm lỗi trong vòng cấm địa của thủ môn Đặng Văn Lâm, dẫn tới quả phạt đền cho tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, thủ môn Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của người đồng đội ở câu lạc bộ Muon Thong United, Thiraton Bumathan. Cũng cần nói rằng trong tình huống này, Tiến Linh phạm lỗi không thực sự rõ ràng. Xem lại băng quay chậm, bóng chưa hề chạm tay của tiền đạo câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Cùng tranh chấp với Tiến Linh trong tình huống đó, có một cầu thủ người Thái Lan, nhưng tác động của Tiến Linh là không đủ mạnh để cầu thủ đội bạn phải ngã xuống. 4 phút sau, từ một pha đá phạt góc bên phía cánh phải, Quang Hải đưa bóng đến đầu Tiến Dũng. Bóng đi vào lưới tuyển Thái Lan, nhưng một lần nữa, trọng tài Ahmed Ancap có quyết định khó hiểu khi không công nhận bàn thắng của tuyển Việt Nam. Trọng tài người Oman cho rằng trong tình huống bật cao trước đó của Đàm Văn Hậu, anh đã phạm lỗi với thủ môn Thái Lan. Nhưng khi xem lại băng ghi hình cho thấy Văn Hậu chọn vị trí bật cao trước khi thủ môn Thái Lan lao ra, va vào Văn Hậu và ngã ra sân. Kết thúc hiệp 1, tỷ số giữa hai đội là hòa không đều, và đây là kết quả đáng tiếc khi mà cả hai đã có những cơ hội rõ nét. Trong khi tuyển Việt Nam xuất sắc ngăn cản bàn thắng của Thái Lan, thì phía đội bạn dường như gặp may mắn khi trọng tài có những quyết định gây tranh cãi. Sang đầu hiệp 2, một lần nữa các cầu thủ Việt Nam dồn lên tấn công. Thi thoảng Thái Lan cũng có những pha phản công đầy nguy hiểm, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa không bàn thắng hay Việt Nam không thể thắng trong trận đấu này thực sự là một điều đáng tiếc. Đây có lẽ là trận đấu cuối cùng của tiền đạo Văn Đức cho tuyển Việt Nam khi anh vào sân thay Tiến Linh ở phút 84. Trong trận này, Tiến Linh cũng được lựa chọn trong đội hình xuất phát ở vị trí tiền đạo. Công Phượng thì được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Mặc dù nỗ lực hết sức nhưng cả hai cũng không để lại pha bóng nào uy hiếp khung thành đối phương. Sau trận đấu, Việt Nam giữ vững ngôi vị số 1 bảng G vòng loại World Cup 2022. Đứng thứ 2 là tuyển Malaysia khi có trận thắng 2-0 trên Indonesia. Sang tháng 3 năm 2020, tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu tiếp theo tại vòng bảng World Cup 2022. Thông tin tiếp theo, Văn Lâm đá phạt đền xuất thần. Văn Hậu cảm tử, Việt Nam vững ngôi đầu trước Thái Lan. Người hùng đội tuyển Việt Nam hôm nay không phải là Tiến Linh, người đá trên cao nhất mà là Văn Lâm, người chơi thấp nhất đội tuyển Việt Nam. Sau 15 phút đầu trận chủ động đẩy cao đội hình tấn công, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định cho các cầu thủ Việt Nam lùi về, chờ về thế trận phòng ngự chắc thường thấy. Động thái này khá giống với hiệp 2 trận đấu với UAE 5 ngày trước. Tuy nhiên, điểm khác là tuyển Việt Nam vẫn chơi với hai tiền đạo bên trên, thay vì 5-4-1 như khi tung Công Phượng vào sân. Đấy cũng là điều dễ hiểu, bởi trận đấu trước UAE, thời điểm ấy thầy trò Park Hang-seo đang cầm 3 điểm trong tay với bàn thắng ở cuối hiệp 1 của Tiến Linh. Không khó để nhận thấy các cầu thủ Việt Nam nhập trận có phần căng cứng, trong khi đó các cầu thủ Thái Lan tỏ ra khá nhuần nhuyễn với những pha đập nhả nhịp nhàng như cái cách mà họ từng thắng 3-0 trước thầy trò Miura trên sân Mỹ Đình hơn 4 năm về trước. Thái Lan không yếu đi, mà tuyển Việt Nam dưới tay ông Park đã mạnh lên rất nhiều so với ngày đó. Các đường lên bóng của học trò huấn luyện viên Akira Nishino đều được các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam bình tĩnh hóa giải. Chỉ có điều, Văn Hậu suýt trở thành tội đồ với pha phạm lỗi đẩy người ở phút 25 trong vòng cấm của đội nhà sau cú phạt góc treo bóng vào của Thái Lan. Nhưng trên chấm phạt đền, Văn Lâm dẫu đã đổ người sang bên trái nhưng vẫn cài lại cái chân trúng bóng, cản phá thành công quả 11m đưa bóng vào giữa khung thành của Thiraton. Quả thực là một pha rất hú vía. Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi mà chỉ 3 phút sau, Bùi Tiến Dũng có pha đánh đầu tung lưới Cowin cũng từ phạt góc. Xong, trọng tài từ chối bàn thắng quý như vàng của tuyển Việt Nam, bởi trước đó Văn Hậu phạm lỗi với thủ thành Thái Lan. Ngay đầu hiệp 2, Tiến Linh có thêm pha sút tung lưới tuyển Việt Nam, xong lại bị từ chối vì Đoàn Văn Hậu trước đó đã rơi vào thế việt vị. Nói một cách sòng phẳng, Thái Lan mới là đội chơi hay hơn, với việc kiểm soát bóng tốt cùng hàng loạt pha phối hợp đẹp mắt trên phần sân nhà của tuyển Việt Nam. Đặc biệt phải nói đến tình huống ở phút 82 của trận đấu này, các tiền đạo Thái Lan
có liên tiếp 3 cơ hội ngay trong vòng 16m50 của Việt Nam. Song, Văn Hậu cực kỳ đáng khen khi liên tiếp 2 lần nằm ra dùng đầu cản bóng từ trên đối phương. Huấn luyện viên Park Hang-seo lần lượt thay Văn Toàn bằng Hồng Duy, Hùng Dũng bằng Công Phượng và Tín Linh bằng Anh Đức. Song những sự thay đổi ấy không đem lại nhiều tác dụng. Công Phượng thậm chí còn chơi tệ hơn trận đấu trước rất nhiều khi chẳng có nổi mấy pha khiến các hậu vệ Thái Lan phải mất công cản phá. Suốt gần 11 năm qua, sau chiếc vô địch AFF Cup 2008, chỉ có Văn Quyết và Anh Đức là người ghi bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan. Văn Quyết đã bị huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ rơi từ lâu. Anh Đức cũng đã có trận cuối cùng trước khi chia tay tuyển quốc gia Việt Nam. Và cái tên tiếp theo ghi bàn vào lưới Thái Lan vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là thầy trò Park Hang-seo đang vững vàng trên ngôi đầu bảng. Với 3 điểm cách biệt với Thái Lan mà con đường tiến đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đang mở rộng thênh thang. Thông tin tiếp theo, cổ động viên Thái Lan cảm ơn trọng tài vì đội nhà thoát thua trước Việt Nam. Trang mạng xã hội của tuyển Thái Lan đăng tải kết quả hòa không đều của hiệp 1 với Việt Nam và ngay lập tức nhận được cơn mưa phản ứng của người hâm mộ. Cổ động viên Tông chia sẻ, tôi chỉ có thể nói rằng tôi yêu trọng tài, thật may mắn vì đó không phải là bàn thắng. Trong hiệp 1, trọng tài Ahmed Ankap đã cho Thái Lan được hưởng quả phạt đền, Thiraton sút hỏng và sau đó từ chối bàn thắng của Bùi Tiến Dũng. Cổ động viên Lily Red thì thừa nhận không thể xem cảnh Đặng Văn Lâm cản phá phạt đền. Cậu ấy chơi cho Muon Thong United mà, thật thất vọng, tôi không thể nhìn lại cảnh tượng đó. Phần lớn cổ động viên Thái Lan bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của voi chiến. Thái Lan đã chơi tốt, tôi thấy niềm tin. Cổ động viên Kumpon thừa nhận Việt Nam mạnh nhưng chúng ta có cơ hội. Cổ động viên Natapat nói. Cổ động viên Napat Keplang thì thừa nhận Việt Nam đã chơi rất tốt. Thú thực là tôi cảm thấy căng thẳng khi xem trận này. Kết quả của trận đấu này vẫn còn mở. Hiệp một trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc tỷ số hòa không đều, nhưng quyết định của trọng tài Ahmed Ankap là điểm nhấn lớn nhất. Ngay sau khi từ chối bàn thắng cho tuyển Việt Nam, trang cá nhân của trọng tài người Oman đã bị tấn công. Phần lớn những cổ động viên Việt Nam thể hiện thái độ bức xúc cho những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Tài khoản Minh Phương chia sẻ, Việt Nam rõ ràng chịu bất lợi ngay chính trên sân nhà bởi những quyết định của trọng tài. Nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn tìm được trang cá nhân của trọng tài Ahmed Ankap. Mong các bác cho em một địa chỉ link Facebook của trọng tài. Hay cần lắm Facebook của trọng tài là những bình luận của người hâm mộ. Chấm điểm Việt Nam với Thái Lan, người nhện Văn Lâm tỏa sáng. Sự xuất sắc của Văn Lâm đã giúp Việt Nam có một trận hòa vất vả trước Thái Lan tại lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022. Sức nóng của trận đấu Việt Nam-Thái Lan lan tỏa ngay từ khi tiếng còi trọng tài vang lên. Sự cổ vũ của cổ động viên nhà cùng phong độ cao thời gian qua giúp Việt Nam tự tin triển khai lối chơi tấn công trước đối thủ. Ngược lại, sự bình tĩnh, kiên định giúp voi chiến có thể đứng vững trước sức ép của hàng chục ngàn khán giả trên sân Mỹ Đình. Ở thế trận đó, rất cần sự tỏa sáng của những ngôi sao và ánh hào quang đó trong trận đấu chắc chắn thuộc về thủ thành Đặng Văn Lâm. Sự xuất sắc của anh đã rất nhiều lần cứu đội tuyển Việt Nam khỏi những bàn thua trông thấy. Đầu tiên phải kể đến pha cản phá thành công, cú sút phạt đền của Thiraton Bumathan. Tình huống này là bước ngoặt đầu tiên của trận đấu, giúp Việt Nam không phải nhận bàn thua sớm ngay trên sân nhà. Pha cản phá này càng chất lượng hơn khi Thiraton được coi như là chuyên gia đá phạt số 1 của tuyển Thái Lan. Sau đó khán giả chứng kiến hàng loạt pha làm nản lòng tiền đạo đối phương của Văn Lâm. Từ sút xa, sút cận thành cho tới pha sút phạt góc găm thẳng vào góc cao khung thành của Thiraton Bumathan. Tuấn Anh tiếp tục duy trì phong độ cao của mình khi quán xuyến khu vực trung tuyến tương đối ổn định. Các cầu thủ hàng phòng ngự cũng có một trận đấu xuất sắc. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu liên tục trở thành điểm yếu bị các cầu thủ Thái Lan khai thác triệt để. Dẫu vậy, những cố gắng của cầu thủ trẻ 20 tuổi cùng sự xuất sắc của Văn Lâm đã bảo vệ vững chắc khung thành tuyển Việt Nam. Ở bên kia chiến tuyến, Thái Lan có một trận đấu chứng tỏ đẳng cấp của mình. Chiến thuật của huấn luyện viên Akira Nishino giúp voi chiến có trận đấu ngang ngửa trên sân Mỹ Đình. Ngôi sao sáng nhất bên Thái Lan Thiraton Bumathan, khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả cũng như những đường bóng khó chịu thực sự khiến hàng thủ Việt Nam có một trận đấu vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, nhiều ngôi sao bên Thái Lan lại trình diễn lối chơi vô cùng thất vọng. Nổi bật nhất phải kể tới ngôi sao Chanathip Songkrasin. Xuyên suốt cả trận, cầu thủ đang chơi cho Nhật Bản hầu như không để lại dấu ấn gì trong lối chơi tấn công của Thái Lan. Trận này, Việt Nam lẫn Thái Lan còn nhiều vấn đề cần giải quyết tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Các đội bóng sẽ tiếp tục các trận lượt tiếp theo vào tháng 3 năm 2020. Chấm điểm Việt Nam với Thái Lan. Việt Nam đã Văn Lâm được 8,5 điểm, Trọng Hoàng 7 điểm, Đỗ Duy Mạnh 7 điểm, Quế Ngọc Hải 7,5, Bùi Tiến Dũng 7,5, Văn Hậu 6,5, Tuấn Anh 8 điểm, Hùng Dũng 7 điểm,
Văn Toàn 7 điểm, Quang Hải 7,5 điểm, Tiến Linh 7 điểm. Còn phía Thái Lan, Kawin 7 điểm, Narubadin 7 điểm, Manuel Beer 7 điểm, Tanabun Kerarat 7 điểm, Tirathorn Bumathan 8 điểm, Srak Yojen 7,5, Fitiwat 7,5, Ekanit Pandya 7, Chanathip Songkrasin 6, Supachok Kerarat 6,5, Terasin Dangda 7,5.